Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog, tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều trang 106 để thực hiện một số hoạt động trong môn tập viết chữ hoa nở kiểu thứ hai tuần 31. Và bây giờ chúng ta có thể quan sát chữ mẫu và cho thầy biết là chữ hoa N kiểu 2 cao bao nhiêu chồng kẽ. Và bây giờ chúng mình có thể quan sát lên màn hình cũng như quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa và cho thầy biết đây là chữ hoa N kiểu thứ hai. Và chúng ta có thể cho thầy biết là chữ hoa N kiểu thứ hai này là cao bao nhiêu ô ly. Đây là chữ hoa N kiểu thứ hai đúng không? Vậy thì chúng ta có thể quan sát và cho thầy biết là chữ hoa N cao bao nhiêu ô ly nào? 1, 2, 3, 4, 5 ô ly đúng không? 5 ô ly và 6 dòng kẽ. Còn chiều rộng của chữ N kiểu 2 này cao bao rộng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4 và 5 đúng không? Như vậy chúng ta thấy là chữ N kiểu 2 này cỡ vừa thì cao bao nhiêu ô ly? À, trong 3 câu A, B và C. Như vậy chúng mình sẽ chọn đúng rồi, chắc chắn là B đúng không? Cao 5 ô ly. Như vậy chúng ta thấy là chữ N hoa kiểu 2 này là cao 5 ô ly và cũng rộng 5 ô đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể cho thầy biết là chữ N kiểu 2 cỡ nhỏ cao mấy ô ly. Đây là chữ N kiểu 2 cỡ nhỏ. Vậy là chữ N kiểu 2 cỡ nhỏ này thì cao bao nhiêu ô ly đấy các em? Chúng mình có thể cho thầy biết A 2,5 ô ly, B 3 ô ly, C 4 ô ly và chúng ta quan sát lên chữ mẫu nhé. À, đây là 1 ô ly, 2 ô ly và thêm một nửa nữa đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là chữ N hoa kiểu 2 cỡ nhỏ cao mấy ô ly? À, đúng rồi, cao 2,5 ô ly đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn A là cao 2,5 ô ly. Và bây giờ chúng ta có thể cho thầy biết chữ N kiểu 2 gồm có mấy nét. Dựa vào chữ mẫu ở đây, chúng ta có thể cho thầy biết là chữ N kiểu 2 gồm mấy nét. Sau khi chúng mình đã biết được chiều cao của chữ N rồi, đúng không? Và chiều rộng của chữ N kiểu 2. Vậy thì chữ N kiểu 2 gồm mấy nét đây các em? À, đây là nét đầu tiên đúng không? Và tiếp theo đây là nét thứ hai đúng không? Vậy thì chữ N kiểu 2 gồm mấy nét? À, đúng rồi. Chữ N kiểu 2 thì gồm có hai nét. Nét đầu tiên đó là à, đúng rồi, nét đầu tiên đó là nét móc hai đầu trái đều lượn vào trong, đây là nét nét một. Và nét hai đó là kết hợp hai nét cơ bản lượn ngang và cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn nhỏ phía trên. Ở nét này thì chúng ta thấy nét một nó cũng giống như là chữ M đúng không? Chúng ta thấy là móc hai đầu trái đều lượn vào trong, đó là nét một. Nét thứ hai thì chúng ta thấy là kết hợp hai nét móc là kết hợp hai nét cơ bản đúng không? Đây là nét lượn 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 ngang này đúng không? Là kết hợp hai nét cơ bản là của nét lượn ngang và cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn nhỏ ở phía trên. Đây là nét lượn ngang và cong trái đúng không? Tạo thành một vòng xoắn nhỏ ở phía bên trên. Và bây giờ thầy mời chúng ta quan sát lên video viết chữ mẫu để chúng ta thực hành. Đầu tiên chúng mình sẽ có nét 1 như sau. Nét 1 đặt bút trên đường kẻ 5 đúng không? Chúng ta thấy có thể quan sát video ở đây nhé. Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu trái, hai đầu đều lượn vào trong. Dừng bút ở đường kẻ thứ hai. Như vậy chúng ta thấy là thầy sẽ đọc lại nét 1 một lần nữa và chúng ta vừa nghe vừa quan sát video để lát nữa chúng mình sẽ thực hành nhé. Nét 1 đó là đặt
bút trên đường kẻ năm, viết nét móc hai đầu trái, hai đầu đều lượn vào trong, dừng bút ở đường kẻ thứ hai. Còn nét hai, từ điểm dừng bút của nét một, lia bút lên đoạn nét móc ở đường kẻ năm, viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái, dừng bút ở đường kẻ hai. Chúng ta có thể quan sát video một lần nữa, thầy sẽ đọc lại nét thứ hai. Đây là nét 1. Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên đoạn nét móc ở đường kẻ 5, viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái, dừng bút ở đường kẻ số 2. Như vậy, chúng ta có thể quan sát video và quan sát lên hình vẽ để viết chữ mẫu. Và bây giờ chúng ta sẽ viết chữ N hoa kiểu hai cờ nhỏ. Tương tự như cách viết ở các nét chữ N hoa cờ lớn, kiểu hai cờ lớn đúng không? Nhưng mà đây chúng mình sẽ viết ở hai ô rưỡi đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng viết tương tự như chữ N hoa kiểu lớn nhưng mà nhỏ xuống. Chúng ta các nét cũng giống như là chữ N hoa kiểu hai cỡ lớn nhưng mà viết nhỏ là xuống hai ô rưỡi đúng không? Và bây giờ thầy mời chúng ta lấy phấn cũng như lấy bảng con và chúng ta có thể xem lại video để viết chữ N hoa kiểu hai. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát video và viết bảng con lại nhé. Bây giờ chúng mình có thể quan sát và viết chữ N hoa kiểu 2 vào bảng con. Đây là chữ N hoa kiểu 2 cỡ lớn. Nếu không xem được, chúng mình có thể dừng video và xem lại. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát và viết chữ hoa N kiểu 2 cỡ nhỏ. Và nếu chúng mình không viết kịp, chúng ta có thể dừng video và xem lại để viết bằng con nhé. Và sau khi viết xong, chúng ta có thể đưa cho bố mẹ, anh chị em để bố mẹ và anh chị em nhận xét cho chúng mình. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta viết câu ứng dụng. Câu ứng dụng là câu nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Và bây giờ chúng mình có thể quan sát lên chữ ứng dụng và cho thầy biết đó là chữ cái nào được viết hoa. Trong câu ứng dụng này thì chữ cái nào được viết hoa đấy các em? À đúng rồi, chữ N đầu tiên này là viết hoa đúng không? Và khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là như thế nào? Bây giờ chúng mình thấy là các chữ ghi tiếng cách nhau là một con chữ. À đúng rồi. Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là một con chữ O đúng không? Chữ cách chữ chúng ta thấy là một con chữ O, là một con chữ O. Tiếp theo, bạn nào có thể cho thầy biết là những chữ cái nào cao 2,5 ô ly? Nhìn lên câu ứng dụng và cho thầy biết những chữ cái nào cao 2,5 ô ly. À, đó là chữ chữ N, đầu tiên là chữ N viết hoa là cao 2,5 ô ly đúng không? Và chữ H đúng không? Chữ H cao 2,5 và chữ gì? Chữ G đúng không? Chữ G. Vậy thì những chữ cao 2,5 ô ly đó là chữ N, chữ G và chữ H. Những chữ cái nào cao 1,5 ô ly? Những chữ cái nào cao 1,5 ô ly đấy các em? 1,5 ô ly nhé. À đúng rồi, đó là chữ tờ. Chữ tờ chúng ta thấy là 1,5 ô ly, là một ô rưỡi đúng không? Và bây giờ bạn nào cho thầy biết là những chữ cái còn lại cao mấy ô ly? Những chữ cái còn lại thì cao bao nhiêu ô ly? À như vậy chúng mình thấy chỉ có là chữ sờ đúng không, là cao 1,25 ô ly đúng không, cao chưa đến một ô rưỡi đúng không. Như vậy chúng ta thấy là chữ sờ thì cao 1,25 ô ly, còn lại chúng mình thấy còn lại là những chữ cao một ô ly, ví dụ như chữ vơ, chữ á, chữ a, chữ o, chữ y, chữ m viết thường. Thì như vậy chúng ta thấy chữ ư
và chữ A này, chữ N đúng không, chữ I, chữ E, chữ U đó là chữ cao một ô ly đúng không, và ở đây chúng mình thấy chỉ có chữ S cao 1,25 ô ly. Vậy thì bạn nào có thể cho thầy biết là em hiểu như thế nào về câu nhiều sao thì nắng mà vắng sao thì mưa nào? À đúng rồi đấy các bạn ạ. Ý nghĩa của câu này chúng mình thấy là gì? À đây là một câu tục ngữ hay chỉ thiên nhiên đúng không? Hay là chỉ thiên nhiên ấy. Câu tục ngữ là sự đúc kết kinh nghiệm của cha ông ta về hiện tượng nắng mưa của trời. Đêm đến nếu nhiều sao, sao sáng rõ thì ắt hẳn ngày mai sẽ là nắng. Còn ngược lại nếu trời ít sao hoặc không có sao thì trời ngày mai sẽ là mưa. Đây là một câu tục ngữ mà ông cha ta thường hay nói khi nói về thời tiết đúng không? Ví dụ như ông cha ta thường nhìn lên bầu trời ban đêm và thấy nhiều sao thì ông cha ta sẽ đoán ngày mai sẽ là nắng. Mà ít sao mà nhiều mây thì ông cha ta đoán ngày mai sẽ có mưa đúng không? Và khi viết chúng mình có chú ý có một dấu phẩy đằng sau từ nắng nhé. Và bây giờ chúng ta thấy là đây là hình ảnh của câu tục ngữ đúng không? Chúng ta thấy là ví dụ như đây là bầu trời nhiều sao thì ắt ngày mai sẽ là nắng, còn ít sao là ngày mai sẽ là mưa. Đó là một câu tục ngữ về thời tiết mà ông cho ta đã đúc rút ra. Và bây giờ thầy mời chúng ta lấy vở và viết cho thầy câu ứng dụng cũng như viết lại chữ N hoa kiểu 2, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Sau khi viết xong chúng mình có thể đưa cho bố mẹ và anh chị để chỉnh sửa cho chúng ta. Và như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài tập viết chữ hoa N kiểu 2 tuần 31. Bạn nào thấy hay like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo.